Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên trên cả nước tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Học sinh tự trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với học sinh lớp 1 được tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, tức ngày 22 tháng 8. Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 quy định Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18 tháng 1 năm 2025, thời gian hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Các nhà trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương căn cứ vào khung kế hoạch năm học trên để xây dựng kế hoạch riêng phù hợp đặc điểm từng vùng miền sao cho kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, nếu thời tiết khắc nghiệt xảy ra thiên tai, địa phương chủ động cho học sinh nghỉ và học bù trong thời gian phù hợp, đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập. Các địa phương này có thể tiệu trường sớm và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung của bộ.